Conan vừa thức dậy đã nghe thấy Sonoko nói với Ran rằng nếu như Shinichi không trở lại thì không bằng kết hôn với Arai cho xong. Conan sao có thể chịu được chuyện này cơ chứ? Cậu thực sự muốn có thể lập tức biến về Shinichi, và thế là cậu đến chỗ Ai để lấy thuốc, thành công biến thành Kudo Shinichi. Lúc đi qua ngôi nhà cũ của mình, phát hiện cây trong vườn đã cao lên rất nhiều rồi, các hàng quán bên đường cũng nhiều hơn trước. Có lẽ là vì trước đây cậu trong cơ thể Conan nên mới thấy khác lạ vậy. Đi đến trường học, thầy giáo thể dục cũng không hiểu vì sao mà già đi rất nhiều. Mở chiếc hòm trong trí nhớ của mình ra, trong đó lại không phải là giày của mình. Cậu đành đem theo thắc mắc đi đến lớp học hồi xưa, nghĩ rằng sẽ khiến cho các bạn vô cùng bất ngờ, nhưng lại chẳng có ai tỏ vẻ bất ngờ hay đại loại như vậy. Hơn nữa trong phòng học này chẳng có ai nhìn quen mắt cả. Vì để làm rõ chuyện này, cậu quyết định đi đến câu lạc bộ của mình để tìm Ran. Nào ngờ cửa câu lạc bộ karate lại bị khóa rồi, bên cạnh lại có thêm câu lạc bộ thám tử. Mở cửa ra, những hình dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt. Đây không phải là Ayumi, Misu, Zenta sao? Shinichi đứng ngay ngốc nhìn, tất cả mọi người đều gọi cậu là Conan, còn trêu chọc cậu nữa. Ayumi nói với Conan, Conan không đeo kính nhìn không quen tí nào cả. Khi nhớ lại những thay đổi trên đoạn đường đến đây, cậu nhận ra mình vẫn đang ở thân phận Conan, thật sự không thể tin vào những chuyện trước mắt mình. Đến cả Ai bây giờ cũng trở thành một cô nữ sinh rồi. Vì để làm rõ việc này, cậu kéo Ai ra bên ngoài trước ánh mắt tò mò của mọi người, hỏi cô rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy, tại sao cậu vẫn còn là Conan. Haibara cũng ngạc nhiên tại sao cậu lại bỗng nhiên hỏi mình chuyện này, sau đó kể lại cho cậu nghe toàn bộ những chuyện của 10 năm trước đây. Lúc đó cơ thể cậu tự sản sinh ra kháng thể, vì vậy đã không thể biến về Shinichi nữa rồi. Nhìn trên màn hình thấy Heiji đang trả lời phỏng vấn về sự nghiệp của mình, cậu không thể không tin những chuyện đang xảy ra trước mắt. Khi trở về văn phòng thám tử, chỉ có mỗi ông chú Mori là chẳng có gì thay đổi cả. Sonoko nói với Conan, Ran chuẩn bị kết hôn với bác sĩ Arai rồi, bởi vì đợi mãi chẳng gặp được Shinichi, vì để cho những hồi ức đó có được đáp án, Ran quyết định sẽ tổ chức hôn lễ ở nơi mà cô và Shinichi có những kỷ niệm đẹp nhất. Nghe vậy, Conan vội vàng chạy đi tìm khắp nơi, đến hết tất cả mọi nơi họ từng đến nhưng vẫn không tìm được Ran. Tận nửa đêm cậu mới kiệt sức trở về nhà cũ, hình như có ai vừa vào đây, đi vào phòng đọc sách. Quả nhiên Ran đang ở trong này, một mình lặng lẽ khóc. Cô quay lại nói với Conan rằng nơi này đã từng chứa đựng đầy những kỷ niệm đẹp về Shinichi. Conan xông đến kịch liệt phản đối việc Ran kết hôn với Arai, còn kéo mắt kính xuống, nói với cô mình chính là Shinichi. Nhưng Ran lại nghĩ rằng cậu chỉ đang an ủi mình, dù sao cô cũng đã sống cùng Conan hơn 10 năm rồi. Sự thật là Shinichi không quay về nữa, sau đó mỉm cười mời Conan đến tham dự tiệc cưới của mình. Đột nhiên tim của Conan đập liên hồi, sau đó ngất đi. Ran sợ hãi không ngừng gọi tên cậu, khi tỉnh lại cơ thể mình lại biến nhỏ đi. Ai nói với cậu rằng cậu đã gặp ảo giác do tác dụng phụ của thuốc? Hóa ra tất cả những chuyện này đều là nằm mơ. Trở về nhà, Ran gọi Arai đến để khám bệnh cho Conan, đám nhóc đội thám tử cũng đến thăm. Tất cả mọi chuyện đều quay trở về như trước đây. Đây là một câu chuyện nhỏ tác giả dành tặng cho fan, đừng quên chấm để tập sau xuất hiện trên watch của bạn nhé.